Sau khi Hanover Live giành chức vô địch LCK, Zé Cao được bầu chọn là Final MVP trận chung kết, nhưng nhiều fan cho rằng Phoenix cũng xứng đáng với danh hiệu trên. Người đi rừng của Hanover thể hiện được mọi phẩm chất của mình trong xuyên suốt loạt BO5. Không chỉ có vai trò đó, người anh cả của đội là Phoenix cũng luôn biết cách giữ vững tinh thần cho các thành viên. Điều này đã được anh chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận đấu. Sau khi đánh bại T1, tôi đã nhắn với các đồng đội trong nhóm chat rằng không có gì là hiển nhiên, không có gì là mãi mãi. Tôi đã chứng minh được ý nghĩa của câu nói đó bằng cách vượt qua Gen ngày hôm nay. Chiếc vô địch thật sự tuyệt vời và vô cùng ý nghĩa khi chúng tôi đã giành chiến thắng sau một cuộc chiến căng thẳng. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Hanwha Live. Giờ đây chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng giữ vững phong độ này để hướng đến Worlds. Trong đội chúng tôi đã có hai nhà vô địch Worlds, vì thế tôi có rất nhiều niềm tin vào họ tại giải đấu sắp tới. Phoenix cũng cho rằng tâm thế của trận đấu này khá giống với chung kết LCK mùa xuân 2023. Thời điểm đó Gen không được đánh giá cao bằng T1 nhưng đã leo tháp thành công và giành chức vô địch. Năm ngoái nhiều người cũng đánh giá T1 cao hơn. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu chúng tôi chơi tốt thì mọi thứ không thành vấn đề. Năm nay cũng vậy, tôi chỉ bước vào trận đấu với suy nghĩ tương tự và giành được chiến thắng. Trong trận chung kết tổng LCK mùa hè, khả năng farm lính của Jovi vẫn không có gì ngạc nhiên và bản thân anh cũng đã chơi khá tốt khi được sử dụng những vị tướng vốn quan tài như Corki hay Smolder. Tuy nhiên trong cả năm ván trước Hanwha, Jovi đã cho thấy anh không bằng được ZK, nhất là vào giai đoạn quan trọng. Trong ván đấu quyết định, Corki của Jovi vẫn farm rất nhiều và là một trong hai tuyển thủ farm nhiều nhất cả bản đồ. Nhưng chính Jovi cùng với Pace lại là hai cái tên gây thất vọng nhất của Gen. Cả hai lần lượt bị chấm 3.7 và 5.7 điểm trên màn trình diễn của mình. Riêng Jovi, dù tổng điểm của anh cao nhất trận, nhưng ở ván 5, anh lại bị chấm điểm thấp nhất theo khung của độc giả Hupu, chỉ vỏn vẹn 2.5 điểm. Corki ở ván đấu quyết định không thể có nổ cho mình bất kỳ mạng hạ gục nào và nằm xuống ít nhất 3 lần. Trong khi đó, John của ZK thậm chí còn chẳng bị hạ gục. Không chỉ bại trận và đánh mất ngôi vô địch quốc nội, Jovi còn bị khán giả LPL đào lại vết thương. Trong sự nghiệp của mình và nhất là kể từ khi khoác áo Gen, Jovi chỉ thua ZK đúng 2 trận đấu. Nhưng đó đều là những trận đấu mang ý nghĩa rất lớn với sự nghiệp của cựu ngôi sao của chính Hanwha. Đầu tiên là thất bại của DragonX năm 2022 khiến thành tích tốt nhất của Jovi tại Worlds đến hiện tại chỉ là vào đến bán kết. Và trận thua thứ hai chính là trận thua tại chung kết tổng LCK mùa hè mới đây. Có thể nói T1 là kỳ phong địch thủ của Gen, nhưng ZK mới là trở thành nhân vật cản lớn nhất trên con đường vinh quang của Jovi. Ở thời điểm hiện tại, cả hai đội đều đã có được tầm vé đến Worlds và hoàn toàn có thể có viễn cảnh Jovi một lần nữa bị shoot down bởi ZK nếu tuyển thủ này tiếp tục thể hiện kém hơn người hậu bối đang khoác áo Hanwha như trong trận chung kết vừa qua. Sau khi T1 lấy lại tinh thần bằng chiến thắng trước DK, nhiều người hâm mộ tin rằng Faker và các đồng đội sẽ trả nợ thành công trước Hanwha Live để tiếp tục cạnh tranh với Gen. Tuy nhiên điều này đã không diễn ra khi T1 nhận thêm một thất bại nữa trước Hanwha với tỷ số 1-3. Đương nhiên với việc T1 thất bại thì các tuyển thủ của họ cũng sẽ phải nhận những chỉ trích từ khán giả. Honor lại trở thành tâm điểm chỉ trích trong thất bại vừa qua, đặc biệt là tại khu vực LPL. Theo chia sẻ từ diễn đàn Hupu, Honor trận đấu vừa qua chỉ nhận về 2.5 trên 10 điểm theo đánh giá từ phía khán giả khu vực này. Thậm chí họ còn có những lời chỉ trích rất nặng nề nhắm đến màn trình diễn của người đi rừng bên phía T1. Tôi nghĩ năm sau Honor sẽ sang KT luôn, một khán giả nhận xét đầy phũ phàng. Thật sự là đáng tiếc khi KT hay DK quá yếu để ngăn chặn T1 tham dự World. Tôi thực sự hy vọng đây là lần cuối cùng nhìn thấy Honor hay Korea được dự World. Honor chơi ngày một tệ qua vòng playoff này. Xem một cách công bằng thì Honor đã có những thời điểm thi đấu tốt trong trận vừa qua của T1. Điển hình là ván 2 khi Nidalee của anh hoạt động năng nổ và giúp cho các chủ lực bên phía T1 có được lợi thế không hề nhỏ. Kết hợp điều này với màn tỏa sáng của Faker ở cuối trận, T1 đã có một chiến thắng đầy cảm xúc ở ván đấu thứ hai. Tuy nhiên tuyển thủ này lại không giữ được điều đó qua ván sau và để đối thủ liên tục vượt mặt, đặc biệt là trong ván 4, khi việc chơi thận trọng quá mức của Honor đã tạo điều kiện cho Smolder và Nasus bên phía Hanwha có thời gian để farm và tăng tiến sức mạnh tới ngưỡng T1 không thể kiểm soát. Hệ quả là T1 đã thất bại trước Hanwha một cách đầy cay đắng. Có lẽ vì lý do này nên Honor mới bị ném đá nhiều đến vậy. Trận thua kế trên đã khiến T1 không còn cơ hội tái ngộ Gen ở chung kết tổng và hành trình tìm kiếm vé đi World của họ cũng kéo dài. T1 sẽ phải đấu vòng loại khu vực bắt đầu từ ngày 12 tháng 9. Hy vọng rằng tập thể T1 nói chung và bản thân Honor nói riêng sẽ tận dụng tốt quan nghị sắp tới để cải thiện phong độ. Gen đã bị đánh bại với tỷ số 2-3 từ Hanwha Live và chấm dứt hy vọng dàn Grand Slam. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, thậm chí dẫn trước 2-1 trong trận chung kết nhưng Gen vẫn không thể giành chiến thắng. Đã có nhiều ý kiến về thất bại này, từ phong độ cá nhân của tuyển thủ cho đến các yếu tố tâm lý lẫn tâm linh. Và trong phần phỏng vấn sau trận, Kim đã thẳng thắn nói về những vấn đề của đội trong cặp trận này.
Ở ván đầu tiên, chúng tôi đã giành nhiều lợi thế nhưng lại không thể triển khai được sau khi có bùa Baron. Đặc biệt là ở pha giao tranh đường trên, chúng tôi bị lật kèo khi gần như đã có được chiến thắng. Trong ván 4, tôi thừa nhận có những sai lầm trong khâu cắm chọn nên không có nhiều điều để chia sẻ. Ván 5 cũng gần như tương tự, chúng tôi đã thảo luận rất lâu để nên ưu tiên chọn Corki hay Zeke. Cuối cùng, chúng tôi đã chọn Corki và không thể chống lại combo V-Zeke của đối thủ. Ngoài ra, ở hai ván đấu cuối, toàn đội cũng có nhiều pha băng trụ sai lầm và đáng ra cần được xử lý một cách chỉnh chu hơn. Tóm lại, cả bản thân tôi và các tuyển thủ cần rút ra rất nhiều điều phải khắc phục, đặc biệt là ở World sắp tới. Được loại bỏ trong phiên bản 14.10. Từ đó đến nay thì việc vắng mặt viên ngọc chủ chốt nhịp độ chết người quang thuộc này đã tạo nên những thay đổi cực rõ rệt trong môi trường của game. Những carry phụ thuộc nhiều vào tốc đánh trở nên yếu hơn phần nào và phải thích nghi với một lối chơi mới để phù hợp với meta. Còn các đấu sĩ may mắn là vẫn còn viên chinh phục nên chỉ phải thay đổi một chút trong lối xây dựng của mình. Tuy nhiên có vẻ như meta thay đổi không đúng ý nghĩa của rã cho lắm khi gần đây. Hoặc sứ giả của họ đã có cách để cân bằng lại viên ngọc rắc rối. Nên trong một cuộc phỏng vấn độc quyền cùng thị trường Trung Quốc gần đây, những người đại diện của Riot cho biết rằng họ đang rất muốn mang nhịp độ chết người quay trở lại game. Tuy nhiên Riot cũng rào là đợt trở lại sắp tới sẽ có thay đổi lớn để khiến nhịp độ không trở nên bá đạo chỉ với một vài tướng. Còn những tướng khác thì đó chỉ là một trong những lựa chọn tình thế ở bộ ngọc đa dạng. Với lượng tốc đánh cực lớn và khả năng vượt qua giới hạn tốc đánh, nhịp độ chết người đã trở thành ngọc không thể thiếu cho những vị tướng trước khi bị xóa bỏ. Tuy vậy, chỉ có một viên ngọc duy nhất phù hợp với lối chơi của các vị tướng đó nó làm giới hạn lối chơi và độ đa dạng của game, nên cuối cùng nó đã bị loại bỏ để cân bằng lại. Hãy cùng xem Riot chỉnh sửa gì để nhịp độ chết người không rơi vào sai lầm chết người của quá khứ.